thành phố của nước Nga là một dấu ấn trong lòng những người đã từng lao động, học tập và nghiên cứu ở nơi này. Moscow, Leningrad hay vùng Viễn Đông xa xôi, ở nơi đâu cũng là không gian đầy kỷ niệm. Và đến với một thoáng nước Nga hôm nay, chúng ta được chứng kiến sự có mặt của những tâm hồn đồng điệu, của tình yêu với nước Nga và sự gắn kết những người từng sống, học tập và làm việc trên đất nước Liên Xô cũ và Liên bang Nga ngày nay. Chúng tôi xin kính mời đại diện của các thành phố. Và đầu tiên như thường lệ, xin kính mời những người đã từng sống, học tập ở thành phố trái tim của Liên bang Nga. Đó là thành phố Moscow. Thành phố Donetsk. Xin mời các anh chị ở thành phố Moscow. Các anh chị có đâu ạ? Đoàn Hoài Niệm Liên Xô Thái Nguyên, các anh các chị ở đâu ạ? Đoàn Hoài Niệm Liên Xô Thái Nguyên ở đâu ạ? Xin chào các anh chị. Tiếp theo là đoàn Trái Tim Nước Nga. Trái Tim Nước Nga ngồi bên đây được không ạ? Xin chào các anh chị. Đoàn thành phố Minsk ở đâu ạ? Đoàn thành phố Ufa. Đoàn thành phố Ufa. Ở đâu ạ? À? Xin chào thành phố Ufa. Và một đoàn nữa là đoàn Krasnoda. Krasnoda ngồi chỗ nào ạ? Vâng. Tôi đang hình với Krasnoda. Tiếp theo là đoàn thành phố Nagisk. Tiếp theo là đoàn thành phố Peskov. Anh chị Peskov ạ. Xin chào Peskov.